đồng chí duyệt đội danh dự. Đoàn công tác của Bộ Công an vừa đến làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật mà lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ trưởng về tình hình và những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022. 6 tháng qua, từ Công an tỉnh đến Công an các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các mặt công tác, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh buôn làng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc, phản động trên không gian mạng, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm mạnh các loại tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, phòng chống tội phạm mạng lợi dụng công nghệ cao, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sáng tạo đột phá ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, tiếp tục bổ sung hoàn thiện hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh. Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã luôn đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nỗ lực quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật, qua đó tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh Đắk Lắk thời gian qua trên các mặt công tác. Những cái thành tích chung của tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đánh giá cao và biểu dương cái tinh thần đó. Cái kết quả của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk có thể thể hiện được trên một số những cái kết quả các đồng chí đã giành được trong cái báo cáo chung mà đồng chí giám đốc này báo cáo với đồng chí Thủ tướng Chính phủ cũng đã thể hiện rất rõ cái điều đó. Có thể nói là lực lượng Công an đã làm tốt cái công tác tham mưu cho Tỉnh ủy ban, ban hành các cái chế độ, các cái chính sách, các cái chiến lược, các cái công việc để tỉnh lãnh đạo triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của toàn tỉnh. Cái thứ hai là các đồng chí cũng đã làm tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Thì cái này là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cũng đã biểu dương rất nhiều lực lượng công an xung kích để làm cái việc đó trong những cái tác động của những cái năm vừa qua và đặc biệt là 6 tháng của năm vừa qua. Cái thứ ba phải kể đến cái ấn tượng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Mỗi một cái phần trăm mà giảm được là mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình. Như sáng nay tại hội nghị của Chính phủ tôi đã nói là Đắk Lắk 6 tháng đầu năm giảm trên 30% về cái tội phạm. Đấy, nếu 1.000 vụ án 30% là 1/3 giảm 300 vụ án. Đồng chí thấy là cái điều rất mừng. 300 gia đình có niềm hạnh phúc. Thế đồng thời là có khoảng độ 500 gia đình, 500-600 gia đình không có người đi tù. Trung bình mỗi vụ án chúng ta xử lý thường 2 đối tượng đi vào chạy ra. Cái niềm hạnh phúc đó rất lớn. Nhân dân được thụ hưởng. Và với con số đồng chí hôm nay ra, giám đốc cũng nói là chỉ tiêu bộ giao là 5%, đồng chí cố gắng trên 10%, rất hoan nghênh những việc mà chúng ta tiến đến một xã hội không tội phạm, không ma túy, không trộm cắp, không đánh nhau. Người dân rất mừng, người dân sẽ là người được hưởng thụ hưởng cái việc đó. Đấy, muốn giảm được cái số đó, toàn lực lượng công an chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Không đơn thuần mà tự nhiên lại có được cái việc như vậy. Công an phải xuống xã, phải sát với dân, nắm trước được những xung đột, những cái mâu thuẫn có thể xảy ra và phải chấn áp cái bọn tội phạm, không được để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chỉ ra 7 nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cần nỗ lực thực hiện quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới để cùng toàn lực lượng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, và nhắc nhở lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thi đua hoàn thành xuất sắc 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo trong cuộc làm việc trước đó tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai cụ thể hóa, thực hiện sáng tạo, quyết liệt trong thời gian tới.